Thưa quý vị, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, thuộc dòng Chúa Cứu Thế, từng là phát ngôn viên giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội và đồng chiên và nhiều cuộc biểu tình của giáo dân ở các nơi chống lại sự bất công của xã hội tại Việt Nam. Khi bị Cộng sản Việt Nam truy diệt năm 2010, Linh mục đã trốn bằng đường bộ đi qua Lào và từ Lào đi qua Thái Lan, và Ngài đã đến Roma tu học theo sự sắp đặt của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Trong những năm vừa qua, trong thời gian nghỉ hè, Linh mục đã được các nơi trên thế giới mời tham dự các buổi hội thảo, diễn thuyết, thuyết trình. Và hôm nay, sau thánh lễ Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2015 tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang, thành phố Fresno, Linh mục Nguyễn Văn Khải đã yêu cầu các vị có mặt trong nhà thờ đặt câu hỏi, và Ngài đã giải đáp một cách rõ ràng về nhiều đề tài thời sự nóng bỏng như các sự tàn ác của Cộng sản Việt Nam, tự do tôn giáo, nhân quyền và rất nhiều đề tài nhạy cảm khác. Với lời trình bày sâu sắc, dí dỏm, châm biếm và có lúc xót xa, cảm động, Ngài đã để lại trong lòng người tham dự ngày hôm nay nhiều suy nghĩ, ưu tư về quê hương đất nước và làm thức tỉnh lương tâm của những người lâu nay vẫn thờ ơ, im hơi, lặng tiếng. Vũ Nhân xin được gửi đến quý vị những hình ảnh và tâm tình ghi nhận được sau đây. Ngài là một trong những chứng nhân và chứng nhân hiện tại của nước Việt Nam. Ngài có dịp qua đây và Ngài nói tất cả những điều sự thật về chế độ Cộng sản, về con người Cộng sản, và tất cả những cái sự chia sẻ đó làm cho chúng tôi cảm động. Không biết phải diễn tả như thế nào. Hôm nay em rất là tạ ơn Chúa đã cho em có dịp đến đây để nghe cha Khải giảng về gia đình cũng như xã hội. Em thấy quan trọng nhất là cha nói về việc cầu nguyện và cách sống gia đình làm sao để tạo dựng hạnh phúc. Những nơi nào cha Khải đã tới thì Ngài đã đem tới một cái sinh khí và cái sự thật, bởi vì Ngài sinh ra lớn lên học hành, sống trong cái chế độ Cộng sản và với cái sự hiểu biết cũng như đã từng gọi là trực tiếp, trực diện với những cái vấn đề, thành ra những cái lời mà cha Khải trình bày đó là những cái nhân chứng sống và những cái nhận định rất là sắc bén của Ngài. Thứ nhất là đã làm cho cái tinh thần những anh em đấu tranh ở hải ngoại là rất phấn khởi. Đồng thời đối với Cộng sản trong nước thì họ hết sức là căm phẫn và coi như là một, đây là một cái gai nhọn đối với chế độ Cộng sản. Do đó cái phản ứng càng được đồng bào đón tiếp nồng nhiệt bao nhiêu thì làm cho Hà Nội tức tối bấy nhiêu. Đó là cái nhận định của tôi. Cũng được nghe cha Khải giảng rất là hùng hồn, thực tế và rất là giúp cho những con chiên trong giáo xứ có được một tinh thần đạo đức cao. Xin kính chào anh Vũ Nhân và quý khán giả đài SPTN. Cha Khải là một linh mục phải nói rất là chân thật và những lời Ngài chia sẻ rất là chân tình. Cho nên trong cái tâm tình đó, rất cảm ơn Chúa đã đưa cha Khải đến với cộng đoàn xứ đạo để rồi tất cả mọi người cùng nghe được những điều rất là chân thật từ cha cũng như từ Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn anh. Kính mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát hình vào ngày mai. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn của SPTN với Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải.